Tin tức SEA Games 32 bất ngờ trước việc đối thủ giấu bài, đội tuyển Valorant Việt Nam lỡ hẹn với giấc mơ vàng SEA Games. Đây sẽ là pha xử lý quyết định của map thi đấu Aspen. Có thêm cả những mũi tên điện nữa, nhưng Siron và Frey không được rồi. Triple kill cho Frey và Nhất Thống đã bị giam cầm. Cơ hội có vẻ như sẽ là không còn nữa. Nép thậm chí còn hút thêm cả quả flash vào. Và rất đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 7-13 ở trong bản đồ lựa chọn của đối thủ, bản đồ Aspen. 5 người di chuyển cùng nhau, Nhất Thống có tên là hạ màn, băng thẳng lên trên khu vực tower và Nhất Thống sẽ đối đầu với Frey. Nhưng đây là một khẩu dớt, double kill, triple kill dành cho cái khẩu dớt này. Một khẩu súng mà nó thật sự là ác mộng đối với cả tôi và cả những người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam. Zuka cố gắng phá cái bẫy dây, bây giờ chỉ còn lại một mình Zuka thôi. Chiến thắng 13-8 đến với cả Singapore. Và họ sẽ là những người đi tiếp vào chung kết. Chúc mừng đội tuyển quốc gia Singapore. Họ đã là cái tên vào trận thi đấu tranh huy chương vàng của kỳ SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia. Một trận đấu nói thật là chúng ta đã rất cố gắng rồi. Không sao vài nét rồi, không sao. Không sao tất cả các vận động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. 8 chàng trai cũng đã cố gắng hết mình rồi.